Cuộc chiến ở Ukraine đã sắp bước vào năm thứ ba, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn đầy bất ổn. Vladimir Putin tiếp tục dồn sức cho chiến dịch tuyên truyền tại Nga, khẳng định rằng chiến thắng đang ở gần và mọi hy sinh đều có ý nghĩa. Ông ta không ngần ngại đe dọa NATO mở rộng hành động quân sự sang Moldova và cảnh báo rằng Nga sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự lớn hơn để đáp trả bất cứ sự khiêu khích nào. Tuy nhiên, bên trong nước Nga, tình hình đang trở nên ngày càng khó khăn. Các lệnh trừng phạt quốc tế đang đè nặng lên nền kinh tế, nguồn cung cấp quân sự đang dần cạn kiệt và việc tuyển quân trở nên ngày càng gian nan. Nhiều người dân Nga đang tìm cách tránh nghĩa vụ quân sự và ngay cả các lực lượng quân đội tư nhân cũng bắt đầu chỉ trích cách xử lý tình hình chiến tranh. Tại Ukraine, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tinh thần quốc gia vẫn rất cao, người dân và chính phủ kiên cường chống lại cuộc xâm lược, trong khi quốc tế tiếp tục hỗ trợ quân sự và nhân đạo. Quân đội Ukraine có động lực cao và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giữ vững niềm tin của người dân. Nga vẫn chiếm đóng một phần lớn miền đông Ukraine, nhưng quân đội Ukraine đang phản công, giành lại một số lãnh thổ. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm và phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ phương Tây. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra với những diễn biến khó lường, để lại một tương lai chưa rõ ràng cho cả hai bên. NATO, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí hiện đại, nhưng không có gì đảm bảo rằng sự hỗ trợ này sẽ kéo dài mãi mãi, nhất là khi các cuộc bầu cử ở nhiều nước đồng minh quan trọng đang đến gần. Điều này đặt ra câu hỏi lớn, cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc ra sao? Tại Washington, một nhóm nhỏ nhưng có tầm ảnh hưởng lớn của các chính trị gia theo đường lối Trump đang tạo ra cản trở nghiêm trọng đối với một dự luật quan trọng về việc gửi thêm một lượng vũ khí khổng lồ tới Ukraine. Hiện tại chưa có gì đảm bảo rằng họ sẽ đồng ý thông qua dự luật này. Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, các bộ trưởng ngoại giao châu Âu đang tập trung chỉ trích Hoa Kỳ thay vì Nga. Trong một sự kiện quan trọng, các bộ trưởng ngoại giao của Anh, Đức và Ba Lan đã mạnh mẽ kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, khẳng định rằng điều này vì lợi ích của người dân Mỹ. Thông điệp của họ đầy tính cấp bách và quyết đoán, nhưng dường như chưa được nhiều người Mỹ ủng hộ. Khẩu hiệu nước Mỹ trên hết và quan niệm rằng an ninh bắt đầu từ trong nước đã lan rộng khắp nước Mỹ, khiến nhiều người hoài nghi về việc tài trợ cho một cuộc chiến xa xôi. Và hãy nhớ rằng, tình hình cuộc chiến ở Ukraine có thể thay đổi mạnh mẽ nếu Donald Trump đắc cử vào tháng 11 năm nay. Giáo sư Hayne Gomans của Đại học Rochester đã thảo luận về những kịch bản kết thúc có thể xảy ra của cuộc chiến, khả năng của chúng và những thách thức trong việc chấm dứt xung đột. Tóm lại, ông cảnh báo rằng không nên mong đợi các cuộc diễu hành chiến thắng trong tương lai gần. Gomans, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu về chiến tranh, rút ra kết luận rằng nhiều cuộc chiến không thực sự kết thúc mà kéo dài với những hình thức khác nhau. Thế chiến 2, cuộc chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử, là một trong những số ít những cuộc xung đột kết thúc bằng sự hủy diệt hoàn toàn của một bên. Theo sau là sự đầu hàng vô điều kiện. Nội chiến Hoa Kỳ cũng thuộc dạng này, mặc dù tình huống này không điển hình vì một trong hai bên không phải là một quốc gia hoàn chỉnh. Trong hầu hết các cuộc chiến, cả hai bên đều cố gắng tránh thua toàn diện và thường thay đổi chiến thuật, rút lui có tính toán hoặc đơn giản là tiếp tục cuộc chiến ở mức độ thấp hơn trong thời gian dài. Tuy nhiên, không phải lúc nào cả hai bên cũng có lựa chọn như vậy. Hãy cùng xem xét những gì cần thiết để một trong hai bên trong cuộc chiến Ukraine, đặc biệt là Nga, thực sự giành chiến thắng. Khi cuộc chiến bắt đầu, kịch bản mà nhiều người nghĩ là có khả năng xảy ra nhất chính là chiến thắng của Nga. Kịch bản này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong những ngày đầu của cuộc chiến, khi Nga tìm cách bao vây và chinh phục thủ đô Kiev, bắt giữ Zelensky hoặc buộc ông phải lưu vong và nắm quyền kiểm soát chính phủ Ukraine trong vòng vài tuần, trước khi NATO kịp có phản ứng cụ thể. Điều này gần như đã xảy ra. Một cuộc tấn công lớn của quân đội Nga từ Belarus suýt nữa đã chiếm được Kiev. Tuy nhiên, Ukraine đã thực hiện một động thái mạo hiểm bằng cách cho nổ một con đập, làm ngập cầu phao của Nga và ngăn chặn bước tiến quan trọng của quân đội Nga. Cuộc chiến sau đó chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao, trong đó Ukraine giành ưu thế nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của NATO. Dù vậy, Putin vẫn chưa từ bỏ. Nga đã thực hiện nhiều đợt tăng cường quân sự kể từ những ngày đầu của cuộc chiến, gửi thêm lực lượng vào Ukraine với kết quả không đồng đều. Dù họ đã chiếm được một số thành phố như Soledad, một thị trấn khai thác mỏ, nhưng hầu hết các khu vực bị ném bom ở miền đông Ukraine vẫn nằm trong vùng mà Nga đã kiểm soát từ trước. Tuy nhiên, Nga giờ đây không còn đủ nguồn lực cả về quân sự lẫn nhân lực để tiếp tục áp đảo Ukraine như ban đầu. Điều này có nghĩa là để Nga giành được chiến thắng toàn diện như Putin đã hứa hẹn, nhiều yếu tố trên thực địa cần phải thay đổi một cách đáng kể. Nhưng mọi lựa chọn đều đi kèm với những rủi ro và thách thức nghiêm trọng. Từ khi bắt đầu cuộc chiến,
Putin đã nhiều lần đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO không lùi bước và để ông ta chiếm Ukraine. Mục tiêu của những lời đe dọa này là khiến các chính phủ trong liên minh NATO, đặc biệt là những nước ôn hòa hơn, phải e ngại và rút lui. Tuy nhiên, có vẻ như chiến thuật này không hiệu quả vì một số lý do. Một lý do chính là không ai thực sự tin rằng Putin hay thậm chí là các tướng lĩnh của ông đủ liều lĩnh để tấn công trực tiếp vào NATO. Vì vậy, bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Nga nếu xảy ra có thể chỉ mang tính chiến thuật và nhắm vào Ukraine. Điều này chỉ làm tăng thêm quyết tâm của các đồng minh của Ukraine. Ngoài ra, không ai biết chắc rằng có bao nhiêu vũ khí hạt nhân của Nga còn thực sự hoạt động. Phần lớn trong số đó là vũ khí cũ từ thời chiến tranh lạnh và đã không được bảo dưỡng đúng cách trong nhiều năm. Vì vậy, cái gọi là lực lượng răn đe hạt nhân của Nga có thể chỉ là một mối đe dọa trên lý thuyết. Nhưng Nga vẫn còn một vài quân bài khác, mặc dù chúng có thể không mạnh mẽ như mong đợi. Vấn đề lớn nhất của Nga trong cuộc chiến này là thiếu đồng minh. Hầu hết thế giới đã đứng về phía Ukraine hoặc giữ thái độ trung lập. Nga chỉ có một vài đồng minh, bao gồm Belarus và một số quốc gia bị quốc tế cô lập, như Iran và Bắc Triều Tiên. Những quốc gia này xem cuộc xung đột như một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và phương Tây. Trong những tháng gần đây, Iran và Bắc Triều Tiên đã cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng không đủ để tạo nên sự thay đổi đáng kể trên chiến trường. Một đồng minh quan trọng có thể là Trung Quốc. Từ khi cuộc chiến bắt đầu, Trung Quốc đã đứng về phía Nga, với Tập Cận Bình và Putin củng cố mối quan hệ của họ nhằm đối phó với Hoa Kỳ. Trung Quốc đã trở thành một đối tác thương mại quan trọng của Nga và cung cấp nhiều vật tư cần thiết trong bối cảnh Nga bị trừng phạt. Nhiều nhà phân tích tin rằng Trung Quốc muốn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này để mở ra một thời đại chinh phục. Khi đó, cuộc tấn công của Trung Quốc và Đài Loan sẽ ít bị cộng đồng quốc tế phản đối hơn. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là Trung Quốc vẫn chưa cung cấp cho Nga viện trợ sát thương, tức là vũ khí, điều mà Nga đang rất cần. Có một vài lý do có thể giải thích cho sự do dự này. Lý do rõ ràng nhất là Trung Quốc lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ phương Tây. Không giống như Nga, Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế sâu rộng với Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Nếu bị trừng phạt vì hỗ trợ Nga, điều này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Trung Quốc và làm gián đoạn nguồn tài nguyên quan trọng mà nước này cần. Có một yếu tố khác thậm chí còn quan trọng hơn. Nga hiện đang bị coi là kẻ thua cuộc và Trung Quốc không muốn liên quan đến những kẻ thất bại. Ban đầu, Trung Quốc có lẽ đã sẵn sàng cung cấp cho Nga những gì cần thiết trong những ngày đầu của cuộc chiến. Nhưng khi nỗ lực chiếm Kiev thất bại và NATO đoàn kết mạnh mẽ hơn, Trung Quốc bắt đầu rút lui. Điều này tạo ra một nghịch lý. Nga càng cần vũ khí thì cơ hội để họ nhận được từ Trung Quốc càng thấp. Trung Quốc dường như đang chờ đợi một dấu hiệu chắc chắn rằng Nga có thể giành chiến thắng trước khi quyết định can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột. Bởi vì hậu quả của việc hỗ trợ một cuộc chiến thất bại sẽ nặng nề hơn nhiều so với việc tham gia vào một chiến thắng. Điều đó có nghĩa là Nga sẽ phải tự mình gánh vác phần lớn công việc nếu muốn mơ về một cuộc diễu hành chiến thắng ở Moscow. Đầu tiên, họ cần tìm kiếm đồng minh và Trung Quốc đứng đầu danh sách. Để giành chiến thắng, Nga sẽ cần làm suy yếu chính quyền Kiev, đồng nghĩa với việc họ phải tiến gần hơn đến thủ đô Ukraine. Hiện tại, Nga không có đủ vũ khí cho một cuộc tấn công lớn và chỉ Trung Quốc mới có thể cung cấp những gì họ cần. Nga có thể sẽ cố gắng thuyết phục Trung Quốc chấp nhận rủi ro bằng cách trình bày một kế hoạch chiến lược cụ thể, và kế hoạch đó có thể bắt đầu từ hai quốc gia Đông Âu. Đầu tiên là Belarus, nơi mà nhà lãnh đạo độc tài Alexander Lukashenko đang nợ Putin rất nhiều. Mặc dù quân đội của Lukashenko không mạnh và có thể không giúp ích nhiều trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Putin có thể sử dụng lãnh thổ Belarus để mở lại một cuộc tấn công từ phía Bắc nhằm vào Kiev. Tuy nhiên, Ukraine đã từng đẩy lùi một cuộc tấn công tương tự, nên một điểm xuất phát khác có thể cần thiết. Moldova, một quốc gia nhỏ bé không giáp Nga, nhưng nằm giữa Ukraine và Romania, có thể là mục tiêu tiếp theo trong chiến lược mở rộng của Nga. Nga đã tài trợ cho một phong trào ly khai thân Nga ở vùng Transnistria, phía đông Moldova, một khu vực giáp danh với miền nam Ukraine. Dù Nga sử dụng Transnistria để gây bất ổn cho chính phủ thân phương Tây của Moldova, họ có thể quan tâm hơn đến tiểu đoàn quân đội Nga đang đóng quân ở đó, dưới danh nghĩa bảo vệ người dân thân Nga. Lực lượng này có thể được triển khai để mở một cuộc tấn công bất ngờ vào Ukraine, đưa quân Nga tiến sát Kiev từ hai hướng. Nhưng liệu điều đó có đủ để xoay chuyển tình thế? Sự thật là có thể, nhưng không chắc chắn. Putin sẽ cần mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Trước tiên, ông ta sẽ phải thuyết phục Trung Quốc cấp một khoản viện trợ gần như không giới hạn để mua vũ khí. Sau đó, cuộc tấn công kép từ Belarus và Moldova phải cực kỳ hiệu quả, gây bất ngờ cho Ukraine và làm NATO trở tay không kịp. Mục tiêu sẽ là chiếm Kiev, bắt giữ hoặc buộc Zelensky phải chạy ra nước ngoài và thành lập một chính phủ bù nhìn sẵn sàng đầu hàng. Tiếp theo, Putin sẽ tận dụng những lời đe dọa mới nhất
trong một loạt các đe dọa liều lĩnh để khiến NATO không dám can thiệp, vì giờ đây chính phủ mới ở Ukraine yêu cầu họ rút lui. Đó sẽ là một kịch bản đầy nguy hiểm và hầu như không thể xảy ra, nhưng có lẽ đó là con đường duy nhất để Putin có thể giành được chiến thắng tuyệt đối ở Ukraine mà không kéo theo một cuộc xung đột toàn cầu. Tuy nhiên, khả năng Nga có thể thực hiện được kế hoạch này là rất mong manh. Vậy nếu không có lựa chọn đó thì còn lại điều gì? Khi cuộc chiến bắt đầu, có một cảm giác rằng số phận đã an bài, vì hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Ukraine không thể chống đỡ nổi. Mọi nỗ lực ban đầu tập trung vào việc sơ tán dân thường và khuyến khích Zelensky tiếp tục cuộc chiến từ nước ngoài. Nhưng sau vài tuần đầu tiên, tình hình thay đổi và mọi người bắt đầu tự hỏi liệu Ukraine có thực sự có thể giành được chiến thắng không? Câu trả lời dường như là có, nhưng đó sẽ là một cuộc chiến không dễ dàng. Hiện tại, Nga kiểm soát ít lãnh thổ hơn so với giai đoạn đầu của xâm lược, vẫn đang cố gắng giành giật từng thành phố bị tàn phá ở miền đông và đối mặt với tỷ lệ thương vong khủng khiếp đang làm cạn kiệt nguồn lực của họ. Nếu không có một đồng minh vững chắc như Trung Quốc, Nga khó lòng duy trì cuộc chiến này. Ngược lại, Ukraine đã trở nên táo bạo hơn, tuyên bố sẽ giành lại từng tấc đất mà Nga đã chiếm. Nhưng chặng đường đó sẽ là thử thách lớn nhất. Ukraine hiện nhận được sự hỗ trợ gần như không giới hạn từ phương Tây. Với Hoa Kỳ và NATO, không chỉ ủng hộ mục tiêu của Ukraine mà còn coi đây là cơ hội để làm suy yếu quân đội Nga trong nhiều thập kỷ tới. Trong khi một số nhân vật nổi tiếng, bao gồm cả một cựu người dẫn chương trình truyền hình thực tế, đã chỉ trích việc chi tiêu cho vũ khí gửi tới Ukraine, thì quốc gia này vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nước phương Tây, với sự đồng thuận của cả hai phe chính trị ở hầu hết các quốc gia. Ukraine đang nhận được đủ loại vũ khí, từ hệ thống chống tên lửa tiên tiến đến xe tăng hiện đại. Tuy nhiên, có một số hạn chế đáng chú ý. Phần lớn vũ khí mà Ukraine nhận được tập trung vào chiến tranh trên bộ và phòng thủ, nhưng phương Tây vẫn do dự khi cung cấp các phương tiện chiến tranh tầm xa mà Zelensky yêu cầu. Không có máy bay chiến đấu, không có tên lửa tầm xa. Vì dù phương Tây ủng hộ Kiev, họ vẫn muốn tránh nguy cơ Zelensky có thể leo thang chiến tranh và tấn công trực tiếp vào Nga. Điều này không ngăn được Putin. Ông thường xuyên đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và một trong những mối lo ngại là Nga không có chính sách không tấn công trước, nghĩa là họ có thể đáp trả một cuộc tấn công thông thường bằng vũ khí hạt nhân. Mặc dù các nhà phân tích nghi ngờ về tình trạng của kho vũ khí hạt nhân Nga và mức độ sẵn sàng của Putin trong việc sử dụng chúng, họ không muốn mạo hiểm. Zelensky không muốn chinh phục Nga mà chỉ muốn giành lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã trở nên táo bạo hơn, tấn công các kho vũ khí bên kia biên giới và nhắm vào các cây cầu tiếp tế ở Crimea. Điểm nóng này có thể là bước ngoặt của cuộc chiến. Putin đã chiếm được Crimea với rất ít sự phản kháng, ngoại trừ sự lên án quốc tế, bởi vì chính phủ Kiev lúc đó thân Nga. Từ đó, ông đã tuyên bố Crimea là một phần của Nga và coi bất kỳ nỗ lực nào giành lại vùng đất này là một cuộc tấn công vào chính ông. Vì vậy, phương Tây đã do dự trong việc ủng hộ Ukraine giành lại Crimea, mặc dù vẫn công nhận bán đảo này là một phần của Ukraine. Tuy nhiên, Crimea đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận Biển Đen và kiểm soát các tuyến đường vận chuyển khu vực. Điều này khiến việc giành lại Crimea có thể là đòn đánh quyết định trong cuộc chiến. Chiến lược tương lai của Ukraine có thể sẽ tiếp tục là chiến tranh tiêu hao, giành lại các thành phố nơi có thể, buộc Nga phải trả giá đắt cho những từng inch lãnh thổ bằng binh lính và vật tư mà họ đang thiếu, và tấn công vào các tuyến đường tiếp tế quan trọng. Chiến tranh này chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn cho Ukraine, nhưng nếu họ duy trì được sự ủng hộ từ phương Tây, họ có thể trụ vững lâu hơn nhiều so với Nga. Ukraine hy vọng rằng bằng cách duy trì áp lực, họ có thể thực hiện một cuộc tấn công quyết định để đẩy quân Nga ra khỏi Crimea và khôi phục biên giới như trước khi giành độc lập. Gần đây đã có nhiều tranh cãi về khả năng chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán. Một liên minh khoảng 30 thành viên tiến bộ của Quốc hội Hoa Kỳ đã phát hành một bức thư kêu gọi chính quyền Biden theo đuổi đàm phán hòa bình, nhưng sau đó đã rút lại bức thư sau khi gặp chỉ trích về việc thiếu ủng hộ cho đồng minh Ukraine. Trong khi tranh cãi tiếp tục, một nhân vật không ngờ đến đã gia nhập cuộc thảo luận. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người đã nêu ý kiến rằng ông sẽ có cách tiếp cận công bằng hơn nếu trở thành tổng thống. Không chỉ có sự ủng hộ từ Hoa Kỳ mà Trung Quốc cũng đã tham gia vào cuộc tranh luận. Trung Quốc cố gắng tự định hình mình là một bên trung gian công bằng và đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Trung Quốc từ lâu đã được coi là một đồng minh tiềm tàng của Nga, mặc dù họ không cung cấp vũ khí trực tiếp cho nước này. Mặc dù chính quyền Trung Quốc không công khai hỗ trợ Nga bằng vũ khí, các động thái và phát ngôn của họ vẫn được nhìn nhận như là sự ủng hộ về mặt chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, gần đây, sự nghi ngờ về thực chất của mối quan hệ này đã gia tăng, đặc biệt là sau khi một kế hoạch hòa bình bị rò rỉ. Kế hoạch này cho thấy Trung Quốc có ý định thúc đẩy việc phân chia lãnh thổ Ukraine nhằm tạo điều kiện cho Nga mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát lãnh thổ nhiều hơn. Dù thông tin này gây xôn xao dư luận và dấy lên nhiều câu hỏi,
Các tài liệu liên quan đến kế hoạch hòa bình của Trung Quốc vẫn chưa được xác nhận chính thức. Do đó, cho đến khi có bằng chứng rõ ràng và xác thực, những nghi ngờ này vẫn chỉ là phỏng đoán và chưa được xác nhận. Một vấn đề lớn là có thể không có gì để đàm phán. Các cuộc đàm phán thường bắt đầu khi hai bên có quan điểm trái ngược và mục tiêu là thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, một số vấn đề có thể không thể giải quyết được. Hiện tại, Nga có những yêu cầu khó chấp nhận. Họ tuyên bố rằng bất kỳ khu vực nào có dân số nói tiếng Nga thì thuộc về họ, cho rằng Tổng thống Ukraine là một tên quốc xã và cho rằng Ukraine không nên độc lập. Thậm chí, Nga thường xuyên đưa ra những yêu cầu mới làm phức tạp thêm cuộc xung đột. Trong khi đó, Ukraine chỉ yêu cầu một điều là quân đội Nga hãy rời khỏi vùng đất của họ. Mặc dù vậy, có những ví dụ cho thấy những vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết lại có thể thành công. Chẳng hạn Israel và các quốc gia Ả Rập như Ai Cập và Jordan vốn từ chối công nhận Israel, cuối cùng đã ký các thỏa thuận hòa bình và hiện hợp tác sâu rộng với Israel về an ninh. Ngược lại, các cuộc đàm phán với chính quyền Palestine vẫn chưa thành công do các vấn đề như quyền trở về của người tị nạn Palestine năm 1948. Putin đã thể hiện rõ ràng rằng ông không muốn đàm phán. Tuy nhiên, một nhà lãnh đạo tương lai của Nga như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu có thể xem đàm phán là cách thoát khỏi cuộc chiến mà Nga không thể thắng. Dù Ukraine không có khả năng đàm phán về việc đầu hàng, họ có thể bị thuyết phục đưa ra một số nhượng bộ, chẳng hạn như nhượng lại Crimea, vùng đất đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong 9 năm qua. Yêu cầu lớn nhất của Nga có thể không phải từ Ukraine, mà là việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt sau khi ký thỏa thuận. Đây có thể là cách kết thúc chiến tranh đầy hỗn loạn, nhưng thứ cần phải có là một nhà lãnh đạo Nga lý trí và một Ukraine sẵn sàng hòa giải. Cả hai điều này đều khó xảy ra, do đó khả năng cao nhất là cuộc chiến ở Ukraine có thể không kết thúc sớm. Nhiều cuộc chiến tranh không kết thúc một cách rõ ràng và gọn gàng. Một ví dụ nổi tiếng là xung đột trên bán đảo Triều Tiên, nơi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã ở trong tình trạng chiến tranh đóng băng hơn 7 thập kỷ. Với một khu vực phi quân sự DMZ được bảo vệ nghiêm ngặt và những cuộc giao tranh thỉnh thoảng xảy ra. Tương lai của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tương tự như vậy. Nếu không bên nào có thể giành chiến thắng quyết định, xung đột có thể tiếp tục kéo dài. Tất cả phụ thuộc vào việc Nga có chấp nhận ngừng chiến tranh hay không. Nga có thể vẫn muốn chiếm Kiev, nhưng điều đó ngày càng có vẻ không khả thi. Trong khi đó, Ukraine quyết tâm giành lại từng tấc đất. Nhưng điều đó sẽ khó khăn hơn khi họ tiến vào các khu vực như Donbass, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập. Với quân đội ngày càng suy yếu và sự ủng hộ của công chúng giảm sút, Putin có thể đang tìm cách thoát khỏi cuộc chiến này. Ông có thể sẽ tuyên bố chiến thắng, củng cố lực lượng ở các khu vực hiện kiểm soát và ngừng các cuộc tấn công vào phần còn lại của Ukraine. Tuy nhiên, ông có thể sẽ đưa ra những lời đe dọa nghiêm trọng nếu biên giới mới của Nga bị xâm phạm. Nếu một số nhượng bộ được thực hiện, chẳng hạn như việc Nga hồi hương nhiều trẻ em Ukraine bị bắt cóc, phương Tây có thể thuyết phục Kiev chấp nhận kết thúc không hoàn hảo và tiếp tục với 80% lãnh thổ ban đầu của mình. Nhưng Kiev có thể coi đây chỉ là bước đầu cho một cuộc tấn công khác của Nga và có thể tìm cách gia nhập NATO để đảm bảo được bảo vệ trong tương lai. Điều này sẽ biến các khu vực do Nga kiểm soát thành các vùng xung đột liên tục, với cả hai bên tuyên bố chiến thắng. Nga chiếm được lãnh thổ và Ukraine bảo vệ chủ quyền của mình. Xung đột có thể không hoàn toàn kết thúc mà sẽ tiếp tục với những cuộc bùng phát thường xuyên. Cuộc chiến hiện tại có thể kết thúc đấy, nhưng trận chiến sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi có sự thay đổi quyền kiểm soát ở một hoặc cả hai quốc gia. Như vậy, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang bước vào một giai đoạn đầy bất định và phức tạp. Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại tình hình vẫn đang trong trạng thái không thể lường trước. Cuộc xung đột có thể chuyển từ những trận đánh ác liệt sang một cuộc chiến tranh âm ỉ, với cả hai bên tiếp tục tranh giành lợi thế trong khi cố gắng tránh một cuộc chiến toàn diện mà họ không thể gánh nổi. Hãy cùng nhau theo dõi và hiểu rõ hơn về những vấn đề quan trọng này, vì hiểu biết chính là chìa khóa để hướng tới một thế giới hòa bình hơn.